Nhà cô Lý Phúc xin chào quý khách. Ngày hôm nay là tối bàn giao PA 600 cho thầy giáo cực kỳ đẹp trai quê Mỹ Đức. Chưa vợ nhá. Chị em có nhu cầu thì liên hệ em nhá. À quên, chị em có nhu cầu thì liên hệ em cho số nhá. Tay trắng chưa? Đấy, chưa vợ. Vợ khác luôn đấy. To to loa đi.